Bài số 30 Tham thực, cực thân Sáng ngày mồng 5 tháng 5, một nhà kia mua bánh trái để cho trẻ giết sâu bọ. Lũ trẻ tranh nhau ăn nhiều quá. Chẳng dè đến trưa, đứa thì kêu đau bụng, đứa thì kêu nhức đầu. Bà, mẹ vội vàng lấy dầu xoa và lấy thuốc cho uống. Đoạn, bà gọi cả mấy đứa lại mà bảo rằng Chúng bày hư quá, anh cái gì phải có điều độ chơ sao lại tham anh đến nỗi đau bụng nhức đầu như thế. Có phải là tham thực cực thân không? Từ rầy phải chừa đi mới được. Giải nghĩa, explanation tham thực cực thân là tiếng Anh là don't bite off more than you can chew có nghĩa là tham ăn thì khổ đến thân bánh trái cakes and fruit nói chung cả các thứ bánh và hoa quả giết sâu bọ là to kill insects người ta tưởng rằng sáng hôm mùng năm tháng năm ăn hoa quả thì trừ được sâu bọ ở trong bụng Đoạn tiếng Anh là moments later. Có nghĩa là xong rồi. Điều độ tiếng Anh là in moderation. Có nghĩa là chừng mực, vừa phải. Chưa là don't do it again. Có nghĩa là không làm như thế nữa. Bài tập exercise. Học tiếng vocabulary. Chẳng dè, bệnh tật, lấy dầu xoa, tranh nhau đặt câu. Complete the following sentences. Tôi chơi tử tới với nó, ba chấm, nó lại đánh tôi. Anh ấy nhức đầu, mẹ anh ấy, ba chấm. Ba cậu học trò, ba chấm, một ngôi bút, đứt cả tay. Anh uống có chừng mực thì không hay sinh ra, ba chấm. Tham thực, cực thân. English equivalent proverb, Don't bite off more than you can chew. Meaning, đừng ôm đầm nhiều việc vượt quá khả năng của mình. Chú thích Annotation Chú thích số 1 Tham thực Hay tham ăn hay háu ăn là Voracious Chú thích số 2 Ngày mùng năm tháng năm Là the middle day of summer It is a festival that is celebrated at noon on the fifth day of the fifth lunar month. Tết Đoan Ngọ còn được gọi là Tết giết sâu bọ. Tiêu dịch bớt các loài sâu bệnh gây hại cho cây trồng và bệnh tật trong người. Chủ số 3, lũ trẻ là the children. Chủ số 4, tranh nhau là to compete with each other. Chủ số 5, chẳng về là not to expect. Chúng ta số 6, đứa là child. Chúng ta số 7, kêu là to cry or to call. Chúng ta số 8, đau bụng là stomach ache. Chúng ta số 9, nhức đầu là headache. Chúng ta số 10, dầu là balsam oil or medicated oil. Chúng ta số 11, xoa hay thoa là to rub. Chúng ta số 12, thuốc là medicine. Chữ số 13 bảo là to tell. Chưa số 14 rằng là that. Chữ tới số 15 chúng bay là you guys. Chữ tới số 16 hư quá are so spoiled. số 17 từ rầy là from now on. Chữ tới số 18 tử tế là be kind.